Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học toán lớp 3 Bộ sách chân trời sáng tạo của trang web lời giải hay.com Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu Chủ đề 4 Các số đến 100.000 Bài Diện tích hình vuông Rồi cô có hoạt động đầu tiên đó là hoạt động khám phá Một yêu cầu nhỏ dành cho các bạn như sau con hãy tính diện tích của hình vuông cạnh 3cm À đây con thấy rằng các bạn nhỏ đã gợi ý các bước làm này Chúng ta sẽ quan sát với cô nhé Bước đầu tiên là con hãy dùng các mảnh giấy hình vuông cạnh 1cm để xếp kín hình vuông Bước thứ hai là chúng mình sẽ chia hình vuông thành các ô vuông diện tích 1cm vuông Và tương tự như cách tìm diện tích hình chữ nhật Từ đó chúng mình sẽ tìm được diện tích của hình vuông Được chưa nhỉ? Rồi, bằng cách thực hiện tương tự các bước như vậy, cô có này. Bước đầu tiên là chúng mình làm gì đấy ạ? À, dùng các mảnh giấy hình vuông cạnh 1cm để xếp được kín hình vuông cho cô. Sau đó chia hình vuông thành các ô vuông có diện tích 1cm vuông. Rồi, từ đó chúng mình sẽ tính số ô vuông diện tích 1cm bằng cách kiểm tra xem là mỗi hàng có mấy ô vuông này và có tất cả là mấy hàng. Ở đây thì cô có thể quan sát thấy ngay mỗi hàng thì có 3 ô vuông và có tất cả là 3 hàng. Như vậy để tính được số ô vuông thì chúng ta sẽ có 3 nhân 3 bằng 9 ô vuông. Và từ đó cô có diện tích của hình vuông sẽ là 3 nhân 3 bằng 9 cm vuông. Được chưa nào? Rồi, chúng mình có nhận xét như sau. Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Ghi nhớ cho cô nhé, chúng ta sẽ áp dụng rất nhiều trong quá trình làm bài tập. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang phần hoạt động luyện tập. Trong phần hoạt động luyện tập thì cô có hai bài tập. Bài tập số 1, con hãy thực hiện tính theo mẫu. Bảng của cô sẽ có 3 hàng. Hàng thứ nhất là cạnh hình vuông. Hàng thứ hai là diện tích hình vuông. Và hàng cuối cùng là chu vi hình vuông. Ghi nhớ cho cô này, để tính được diện tích của hình vuông thì con sẽ lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Còn muốn tính chu vi của hình vuông thì con sẽ lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Được chưa ạ? À? Ghi nhớ cho cô hai công thức này. Ví dụ, nếu như cô có cạnh của hình vuông là 9 cm thì diện tích của hình vuông sẽ là 9 x 9 bằng 81 cm vuông. Chú ý phần đơn vị này. Còn chu vi của hình vuông sẽ là 9 nhân 4 bằng 36 cm. Đúng chưa nhỉ? Rồi với hai cột còn lại chúng mình sẽ xử lý với cô nhé. Nếu như cạnh của hình vuông là 6 cm thì diện tích của hình vuông sẽ là 6 x 6 bằng 36 cm vuông. Còn chu vi của hình vuông sẽ là 6 nhân mấy đây ạ? À nhân 4 và bằng 24 cm. Đơn giản đúng không nhỉ? Cuối cùng nếu như cạnh hình vuông là 8 cm thì diện tích của hình vuông sẽ là 8 x 8 bằng 64 cm vuông. Còn chu vi của hình vuông sẽ là 8 x 4 bằng 32 cm. Được chưa ạ? Đó là bài tập số 1. Rồi con chuyển cho cô sang bài tập số 2. Hãy quan sát bức tranh hình vuông bên A nhỏ. Đo độ dài cạnh của bức tranh bằng bao nhiêu cm. Chúng mình hãy sử dụng cho cô một chiếc thước thẳng và đặt chiếc thước thẳng vào trong bộ sách giáo khoa của mình. Để kiểm tra xem là à, độ dài một cạnh của bức tranh này là bao nhiêu cm đây ạ. À, sau khi thực hiện đo thì cô thấy rằng độ dài cạnh của bức tranh là 5 cm. Đúng chưa nhỉ? Rồi, ý B, tính cho cô diện tích của bức tranh và chu vi của bức tranh. Đã biết độ dài một cạnh là 5 cm rồi thì cô sẽ có diện tích của bức tranh là 5 nhân 5 bằng 25 cm vuông. Còn chu vi của bức tranh thì sẽ là bao nhiêu đây ạ? À 5 nhân 4 bằng 20 cm. Được chưa nhỉ? Rồi, như vậy trước khi kết thúc tiết học ngày hôm nay thì chúng mình hãy cho cô biết, trong tiết học vừa rồi thì cô trò chúng ta đã học được những gì đây ạ? À chúng ta chỉ cần ghi nhớ cho cô một phần nhận xét rất là quan trọng. Đó là muốn tính diện tích hình vuông thì ta sẽ lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Ghi nhớ cho cô nhé. Vậy là bài học của chúng mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con.